Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Và trong clip ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với Trần Thành Audio, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu âm ly. Một bên là một mẫu âm ly truyền thống chúng ta rất là quen thuộc rồi, và một bên là chúng ta có một mẫu âm ly mới nhất là âm ly số đời mới. Vậy thì hai dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ lựa chọn dòng sản phẩm nào, ưu và nhược điểm của hai mẫu sản phẩm này như thế nào, thì hãy cùng với Quang Trường chúng ta sẽ đánh giá rất là khách quan giữa hai mẫu sản phẩm này nha. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Trước khi chúng ta so sánh chi tiết về hai dòng sản phẩm âm ly cơ analog truyền thống và chiếc âm ly số này, thì Trường Thành Audio sẽ bật test thử luôn cho quý vị và các bạn chúng ta cảm nhận về chất lượng âm thanh của hai dòng sản phẩm này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ test chất lượng âm thanh của chiếc âm ly số đời mới này trước tầm khoảng 20 giây, sau đó thì sẽ đến lượt chiếc âm ly cơ analog truyền thống biểu diễn và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá chuyên sâu nha quý vị. Khi chúng ta bắt đầu so sánh thì mọi sự so sánh đều phải cùng hạng cân và cùng phân khúc. Không thể nào chúng ta có thể lấy một chiếc âm ly high-end khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu hoặc thậm chí vài tỷ để quý vị và các bạn chúng ta so sánh với những dòng âm ly số này hay là với những dòng âm ly truyền thống. Và trong hai dòng sản phẩm này thì chúng tôi đánh giá là nó nằm cùng phân khúc với nhau. Ví dụ như một chiếc âm ly số đời mới bây giờ thì cao cấp lắm thì nó cũng loanh quanh với mức công suất 60W quay đầu thì cũng tầm khoảng 12-13 triệu quay đầu nha quý vị. Cho nên với những chiếc âm ly truyền thống thì nó cũng nằm cùng phân khúc. Và rõ ràng là khi so sánh cùng phân khúc, chúng ta sẽ có nhiều hướng nhìn nhận, nhiều góc độ nhìn nhận, hệ quy chiếu nó sẽ khách quan hơn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau đánh giá đầu tiên về một chiếc âm ly analog truyền thống nha mọi người. Ở đây thì chúng tôi không để cái logo của hãng nào cả, bởi vì nó sẽ rất là nhạy cảm quý vị nha. Rất nhiều hãng, dĩ nhiên là khi tất cả các hãng cạnh tranh thì mọi chất lượng như thế nào thì do người tiêu dùng và tất cả những đơn vị kinh doanh sẽ cảm nhận được. Và chúng tôi che hết toàn bộ logo của hai hãng này đi, quý vị chỉ cần biết bên dưới là một chiếc âm ly cơ truyền thống, vậy là đủ rồi. Và bên trên là một chiếc âm ly số thế hệ mới, hoặc chúng ta có thể gọi là vang số liền công suất. Vậy thì rõ ràng là quý vị nhìn bên ngoài hình thức hai cái mẫu âm ly này thôi, chúng ta sẽ thấy nó khác biệt nhau về lối thiết kế rồi. Với một sản phẩm là toàn bộ được sử dụng bằng cái nút cơ học. Với chiếc âm ly truyền thống thì quý vị sẽ thấy nó được trang bị toàn bộ cái nút chiết áp tất cả bên ngoài và chúng ta chỉ có điều chỉnh bằng cơ, bằng tay. Và chiếc âm ly số thì quý vị sẽ thấy nó cắt hết toàn bộ cái nút cơ đi, giống như việc chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại smartphone. Toàn bộ thì quý vị phải sử dụng bằng phần mềm khi chúng ta cắm vào máy laptop, computer, hoặc quý vị sử dụng bằng cái màn hình cảm ứng rất là lớn ở trên chiếc âm ly số này. Và với những chiếc âm ly truyền thống thì chúng ta sẽ thấy nó được tích hợp khoảng vài vỉ bo mạch ở bên trên chiếc âm ly này. Đầu tiên quý vị sẽ thấy nó được tích hợp một cái vỉ mạch về micro, và bên dưới là vỉ mạch để chúng ta hiệu chỉnh tín hiệu echo, có delay repeat trên mẫu âm ly này. Và bên dưới chúng ta sẽ thấy một hàng để điều chỉnh music. Và trên những cái mẫu âm ly hệ cơ truyền thống analog quý vị nha, nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như hệ micro hay music thì nó chỉ có 3 nút chiết áp để quý vị và các bạn chúng ta hiệu chỉnh về các dải âm thanh. Một nút bass thì tương ứng với một điểm tần số quý vị này, một nút trung và một nút chiết áp chép thì nó tương đương với 3 điểm tần số. Dĩ nhiên là với những hệ cơ này thì chúng ta dùng đơn giản và chúng ta không có nhiều cái điều kiện để chúng ta thay đổi các cái dải tần số, chỉ có 3 sự lựa chọn thôi. Vậy thì rõ ràng một chiếc âm ly cơ truyền thống nó rất đơn giản và gần như chúng ta không có quá nhiều cơ hội để can thiệp vào cái dải âm thanh của music này và micro. Cho nên chính vì vậy nha, cái nhược điểm của những cái dòng âm ly analog cũ truyền thống thì nó gần như âm thanh của nó không được sạch và cái khả năng hú rít của nó rất dễ bị hú nếu mà quý vị và các bạn chúng ta sử dụng cái hệ âm thanh chẳng hạn bị nhiều dải âm cao quá này, hoặc là chúng ta phối ghép với những hệ thống loa nó không tương thích với nhau. Và thứ ba nữa, có thể ở cái lỗi khách quan
quý vị và các bạn, hoặc có thể lỗi chủ quan của chúng ta là điều chỉnh hệ thống căn chỉnh ở trên cái vỉ chiết áp này, chúng ta điều chỉnh nó không chuẩn thì rất dễ bị hú rít. Nhưng với những chiếc âm ly số thì chúng ta lại thấy nó khác hoàn toàn, nó loại bỏ hết những hệ thống nút cơ rồi. Vậy thì điều gì khác biệt giữa một chiếc âm ly cơ này và một chiếc âm ly số này? Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục bàn đến cái chiếc âm ly số này của chúng ta nhé. Với những chiếc âm ly số thì chúng ta có thể nói khoa học hơn, đó chính là vang số liền công suất nha quý vị. Và với những chiếc vang số liền công suất thì nó chính là mixer digital chuyên nghiệp được tích hợp sẵn bo mạch công suất. Trên những hệ thống mixer digital chuyên nghiệp thì chúng ta không thể nào phủ nhận nó có quá nhiều những ưu điểm mà hiện nay khi chúng ta sử dụng thực tế thì nó đã chứng minh được trên rất nhiều những hệ thống âm thanh chuyên nghiệp khác nhau. Với chiếc âm ly số này thì nó được tích hợp hai tính năng rất là quan trọng. Quý vị có thể hình dung nó chính là crossover này và tích hợp equalizer và hiệu ứng echo reverb bằng công nghệ số rất hay trên những dòng sản phẩm này. Nói về ưu điểm của mẫu âm ly số thì quý vị có thể cắt đáp tần của rất nhiều loại loa khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng với những mẫu loa cây này, hay là chúng ta có thể sử dụng với những mẫu loa full. Quý vị có thể chủ động cắt đáp tần của loa từ 20, 30, 40, 50 Hz. Hoặc quý vị sử dụng với những dòng loa full chẳng hạn, chúng ta có thể cắt cái đáp tần nó cao hơn 80, 90 Hz trở lên. Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cái hệ thống âm thanh của chúng ta. Và trong trường hợp equalizer thì trên chiếc âm ly số này nó là công nghệ số, cho nên quý vị và các bạn chúng ta sẽ có hàng nghìn điểm tần số chúng ta có thể thay đổi được khác nhau. Thừa thì chúng ta giảm đi, thiếu thì quý vị và các bạn có thể cân bằng và bù trừ sự thiếu hụt để tạo ra một cái chất lượng âm thanh, tín hiệu âm thanh nó sẽ sạch hơn, trong hơn, giống như việc chúng ta lọc nước vậy. Tín hiệu âm thanh nó càng sạch, nó càng tinh khiết thì khi quý vị truyền tải nó ra loa thì chúng ta nghe nó sẽ hay hơn và có nhiều cảm xúc hơn, chất lượng âm thanh sẽ sạch hơn rất là nhiều. Khi tính năng equalizer trên những chiếc vang số hàng nghìn điểm tần số khác nhau ấy thì quý vị có thể can thiệp được từng điểm tần số lẻ nha. Ví dụ trong ngưỡng âm thanh mà tai chúng ta có thể nghe được từ khoảng 20 Hz cho tới 20.000 Hz thì quý vị có thể điều chỉnh từ khoảng 4.000 mấy này hoặc 5.000 mấy, vân vân. Những tần số rất lẻ thôi, quý vị và các bạn có thể hoàn toàn chúng ta can thiệp và làm chủ được trên chính những hệ thống cặp loa âm thanh của mình. Vậy thì bây giờ Quang Trường sẽ tổng kết lại giữa sự khác biệt hai dòng sản phẩm này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về chất lượng âm thanh của dòng âm ly analog cơ truyền thống với chất lượng âm thanh của một chiếc âm ly số đời mới trong cùng phân khúc, trong cùng tầm giá quý vị nha. Rất nhiều quý vị và các bạn ở nhiều clip chúng tôi làm ấy thì hay vào bình luận một cách tiêu cực. Chúng ta so sánh nó rất là khập khiễng. Với những thiết bị chúng ta nên so sánh trong cùng một phân khúc và cùng tầm giá. Vừa rồi thì Quang Trường đã cùng với quý vị chúng ta đã phân tích rất là rõ về tính năng của hai chiếc âm ly này, một chiếc là cơ truyền thống và một chiếc là số. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy những ưu điểm vượt trội thì chiếc âm ly số nhỉnh hơn rất nhiều về tính năng. Và rõ ràng với những cái tính năng đó thì khi nghe nhạc, chắc chắn nếu quý vị và các bạn chúng ta chỉ sử dụng những chiếc âm ly này không, mà chúng ta không kết hợp với những chiếc equalizer rời, hay là nói nôm na là quý vị sử dụng với những chiếc lọc xì, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy âm thanh nó không thể chi tiết và nó không thể nào sạch bằng những chiếc âm ly số đời mới được. Đó là rõ ràng quý vị nha. Và khi chúng ta sử dụng trên những chiếc âm ly số thì chắc chắn quý vị không cần phải sử dụng những chiếc lọc xì hay những chiếc equalizer rời nữa, mà chúng ta vẫn thu được một cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết này, rất là sạch, bởi vì bản thân nó đã có hệ thống equalizer điện tử rồi. Vậy thì kết luận lại là về chất lượng âm thanh khi chúng ta nghe nhạc thì chắc chắn một chiếc âm ly số đời mới sẽ có chất lượng âm thanh và tính năng vượt trội hơn so với chiếc âm ly cơ truyền thống. Và với những quý vị nào mà chúng ta đang sử dụng những chiếc âm ly cơ truyền thống nha, chắc chắn quý vị muốn can thiệp được để chúng ta nắn này, điều chỉnh cho tín hiệu âm thanh nó sạch hơn, nó cân bằng tốt hơn, thì chắc chắn quý vị và các bạn phải sắm thêm một cái equalizer. Đấy là điều rõ ràng. Và trong nhiều hệ thống bộ dàn âm thanh hàng bãi, hoặc là quý vị vẫn xem những bộ dàn nội địa, chắc chắn sẽ có thêm một cái bộ equalizer nha. Rồi thì chúng ta mới thu được cái chất lượng tốt trên cái mẫu âm ly cơ này được. Đó là về phần chất lượng khi quý vị và các bạn chúng ta nghe nhạc. Với phần hát karaoke thì chắc chắn chúng ta cũng phải chấp nhận và không thể phủ nhận được, với những chiếc vang số liền công suất hay là âm ly số thì nó vẫn chiếm ưu thế vượt trội hoàn toàn. Khi chúng ta hát karaoke thì chắc chắn với những chiếc âm ly cơ, chúng ta kiểm soát hú rít trên micro rất là khó và nó sẽ bị giới hạn trên một số dòng loa khác nhau.
Nhưng với chiếc âm ly số chuyên nghiệp hay là vang số liền công suất thì quý vị có thể sử dụng và chúng ta kiểm soát rất tốt, tăng khả năng chống húi rít gần như tuyệt đối với tất cả những dòng micro. Chúng ta có thể sử dụng với rất nhiều những hệ thống loa khác nhau, loa full chúng ta vẫn sử dụng được quý vị này, rồi loa cây, rồi hệ thống loa nằm. Nhưng với những chiếc âm ly cơ thì chắc chắn nó sẽ bị giới hạn, chúng ta chỉ sử dụng được một số dòng loa nằm hoặc loa cây. Còn với những dòng loa có độ nhạy cao, loa chép kèn như loa full chẳng hạn, biểu diễn pro chẳng hạn, thì chắc chắn chúng ta không thể nào hát được trên những chiếc âm ly cơ analog truyền thống này. Rõ ràng là càng ngày công nghệ càng đi lên và không bao giờ đi thụt lùi nha quý vị. Cho nên rất nhiều hãng, quý vị có thể để ý tầm khoảng 5 năm trở lại đây thì gần như rất nhiều hãng âm ly lớn trên thế giới, họ đã dừng sản xuất những mẫu âm ly phân khúc bình dân, hay chúng ta có thể gọi nôm na là những mẫu âm ly truyền thống analog cơ quý vị này. Và dần dần các hãng đã thay thế bởi những chiếc âm ly số có nhiều tính năng nổi bật hơn này, hỗ trợ cho quý vị và các bạn chúng ta nghe nhạc được chi tiết hơn, sạch hơn, hát karaoke trong mũi rít tuyệt đối hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể chủ động khi sử dụng những chiếc vang số liền công suất hay những chiếc âm ly số, thì quý vị sẽ hoàn toàn phối ghép được với rất nhiều những mẫu loa khác nhau như loa cây, loa full, loa nằm, hay rất nhiều những loại loa, có thể loa giáp của quý vị đi, chúng ta mua củ loa với mua thùng loa về chúng ta giáp, thì chúng ta vẫn kết hợp với một chiếc vang số này, nó kiểm soát hoàn toàn đáp tần crossover hay equalizer trên một cái hệ thống âm thanh chuyên nghiệp cho quý vị và các bạn, rất là tiện lợi. Và rõ ràng rằng là xã hội phát triển thì những sản phẩm nào dần dần công nghệ yếu kém, nó không đáp ứng được với nhu cầu sử dụng cho đại đa số khách hàng, thì chắc chắn dần dần nó sẽ bị các nhà sản xuất loại bỏ dần đi quý vị nha. Và nó sẽ định hướng ở một cái phân khúc rẻ hơn. Và dĩ nhiên với một phân khúc giá rẻ thì không thể nào chúng ta có thể thu được chất lượng so với những dòng sản phẩm cao cấp, những mẫu âm ly số cao cấp được. Vừa rồi thì Quang Trường đã cùng quý vị và các bạn chúng ta phân tích rất là chi tiết về tính năng của hai mẫu âm ly, một dòng sản phẩm cao cấp đời mới âm ly số và một mẫu truyền thống analog. Với những quý vị nào chúng ta vẫn yêu thích, đắm đuối và say mê với những chiếc âm ly analog truyền thống trong quá khứ thì chúng ta vẫn cứ đi tìm mua bình thường quý vị nha. Hoặc quý vị nào chúng ta cần sự tinh tế hơn, chi tiết hơn, hiện đại hơn thì quý vị nên sắm cho gia đình mình những chiếc âm ly số đời mới. Rõ ràng là trong âm thanh thì chúng ta chơi cảm nhận âm thanh có những màu sắc khác nhau. Có thể với Quang Trường thì màu sắc A là hay, nhưng có nhiều quý vị sẽ cho rằng nó không hay. Vậy nên trong âm thanh chúng ta rất khó, quan trọng là gì? Chúng ta đi tìm những giá trị phù hợp. Những cái nào quý vị cảm thấy nó phù hợp thì quý vị nên đầu tư và mua sắm. Với những quý vị nào chúng ta cảm thấy không phù hợp thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn, bởi vì hiện nay có rất nhiều những thiết bị âm ly số đời mới này, hay là những sản phẩm âm ly analog truyền thống. Vậy cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Trần Thành Audio trong suốt thời gian qua. Quý vị cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trần Thành Audio xin một like quý vị nha. Rồi share kênh, đặc biệt đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất rất nhiều những clip mới nhất từ Trần Thành Audio. Và trong thời gian sắp tới thì quý vị đừng nên bỏ qua nha, sẽ có rất nhiều clip chia sẻ vào cuối thứ bảy hàng tuần. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong clip lần sau. Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.